Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì mời mọi người cùng với Vân tìm hiểu một bộ sưu tập đến từ thương hiệu đẳng cấp Moen. Thì đầu tiên đó là sản phẩm vòi lavabo nóng lạnh 3 lỗ có mã số TS6720BN9000. Thì đây là mẫu vòi chậu 3 lỗ với cái thiết kế đó là Niken M như thế này. Thì sản phẩm sẽ gồm có hai van điều chỉnh là nóng lạnh và cũng như là điều chỉnh được cái lưu lượng nước ở đây. Đây, kết hợp chung đó chính là cái mẫu lavabo này. Đây, lavabo này được thiết kế là kiểu dáng hình chữ nhật, và các bạn có thể nhìn thấy là cái phần dốc nó được thiết kế rất là hay và có chủ đích, đó là sẽ giúp cho nước không bị văng ra bên ngoài, hơn nữa thì vẫn đạt được cái sự sang trọng mong muốn. Thì để mà kết hợp và tạo nên sự tổng thể trang nhã hơn thì sản phẩm cũng được kết hợp cùng bộ tủ lavabo có mã số BC2305801WD và BC2306001WD. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm có hai cánh ở phía trên này với hai gương để mà chúng ta dễ dàng soi gương và điều chỉnh hơn. Đây, ở phía bên trong sẽ cũng có rất là nhiều kệ ngăn để mà các bạn có thể để sữa rửa mặt này hay là những cái bộ trang điểm cũng được. Đây, sản phẩm thì được làm bằng gỗ cao cấp cùng với lại bằng sơn, rất là an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Ở đây, đây là cái phần tủ lavabo nó được kết hợp chung. Mọi người có thể thấy là đầu tiên đó là phần sứ, và ở phía bên này các bạn có thấy không, được hai bên cạnh này các bạn cũng có thể để được rất là nhiều đồ, ví dụ như là vật dụng hoặc là một cái cây cảnh để mà tạo điểm nhấn cho cái không gian phòng tắm này. Đây, ở phía bên dưới cũng sẽ là cái ngăn kéo để mà chúng ta để khăn, sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái không gian của mình luôn. Đây, tiếp đến thì sẽ không thể nào không kể đến cái sen tắm cây, bao gồm thanh trượt sen S902B30 và bộ sen tắm kết hợp xả bồn tắm 70321. Đây, cái sen tắm này sẽ có cả kệ đựng sản phẩm ở đây nha. Đây, và ở đây thì cũng sẽ có cái thanh trượt tay sen, chúng ta sẽ điều chỉnh lên xuống bằng cái nút này. Đây, để mà chúng ta sử dụng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái thiết kế này nó bằng tính cường lực ha. Chúng ta cũng có thể để dù bộ đầu hay là những cái vật dụng khác ở đây luôn. Ở đây thì bạn có thể điều chỉnh được nhiệt độ này. Đó. Ở đây thì cũng sẽ có thành cái mò xả bồn thiết kế âm, để mà chúng ta có thể giặt đồ hay là làm gì mình thích. Ở đây cũng sẽ có thêm một cái kệ đựng, vừa có thể làm thanh bình và lại có thể để thêm một số cái vật dụng, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng có thể để điện thoại hay là iPad ở đây cũng được. Tiếp theo đó là mẫu vòng cầu phối có mã số đó là SW3153C1. Thì ở mẫu vòng cầu này là mẫu vòng cầu phối mang đến sự tinh tế và sạch chắc chắn trong không gian. Thiết kế của cái phần cắt nước hơi khác lại một xíu. Ở đây thì sẽ là hai chế độ xả tại và xả tiểu tiết kiệm nước nè. Đây, cái phần hỏa xước được thiết kế hoàn toàn trong lá để mà hạn chế hiện tượng là bám bẩn cũng như là rong rêu bám bẩn sau cái độ ẩm hoặc là sau nhiều lần sử dụng. Đây, kết hợp chung đó là phần lắp rơi êm hạn chế tiếng ồn. Đây, các bạn chúng ta thấy thì sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp và hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. Phần bồn cầu thì có thể thấy là lòng bồn cầu rất là sâu và sẽ giúp hạn chế hiện tượng là nước nó bị văng ra bên ngoài, và phần xả cũng được thiết kế theo kiểu xi phong jet để mà tẩy sạch những cái vết bẩn đi xuống nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.